Hello, xin chào tất cả các bạn. Đã trở lại cái vlog của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu là mình vừa mua được 5 quả pháo khói cho anh em xem này. Bọn này đang quay gọi gì đấy? Được 5 quả pháo khói mọi người ạ. Đây. Phải mình mua trên Shopee nhá. Cái này là màu xanh nước biển này. Con này màu xanh lá cây này. Đây là màu vàng. Con này cũng màu xanh lá cây. Con này màu cam hay màu đỏ? Màu đỏ. Chắc là màu đỏ. Đốt màu xanh đi. Màu xanh có 2 quả. 4 quả cứ đi chơi chơi quả nhá. Mình đi chơi thử một quả nhá. Bật lửa thôi anh ạ. Đây bật lửa anh cầm. Mình mua có giá là 150.000. 150k. Tất cả luôn. Ui mấy ông này đóng chắc cốp đấy nhỉ. Tí là mình buộc vào ấy mình quay. Dây nó cháy nhanh đúng không? Cháy chậm. Chậm à. Cho xuống á. Ui. Rồi. Cầm múa đi ôm. Cầm múa đi Hải. Cầm múa đi. Cầm đi. Cầm đi. Bão đi. Quả này mang đi bão là hợp lý đấy. Ui nhiều. Anh thử hít phát rồi mà. Thế rồi. Chưa. Ôi lâu phết đấy nhở. Đẹp nào. Khói này. Ôi lâu phết đấy. Mãi đã hết đâu. Hết rồi. Hết chưa? Hết rồi. Ôi chưa đi quả này được nào. Hết rồi mọi người ạ. Quả chắc tầm được 30 giây gì đấy. Rồi. Bây giờ mình gắn lên con Vision rồi nhá. Bây giờ gắn lên bánh trước này, bánh trước này. Bộ vào bánh trước này. Đi à? Ờ. Như khói lắm. Dạ. Khói là cái sao đâu mà. Mang dính ơi. Đánh một quả ở đây. Oh, mặt sợ. Đấy nhá anh em nhá. Chất lượng. Có dây chất lượng. Rồi, lấy lê lét luôn này. Bọn này mà đi ngoài đường vội lùm. 150.000 5 quả nhá. Mỗi quả một màu luôn. Ôi hơi lạnh. Đâu đốt gì máy hết thụt à? Không sao. Cái này đâu có gì đâu. Hai để ở kia đi. Rồi. Có làm quả lựa để ở dưới này không? Ôi một quả thôi. Từ Hải lấy xe từ. Từ để anh đưa xuống một cây. Xuống một cây đâu. Ơ ở đây cho một cây đây. Từ ở đây để cho mày. Rồi để sẵn lên. Đi từ ấy để còn quay. Chạm thôi. Không chạm. Được. Được. Hay một tít vào đây. Đây từ phải đấy, từ. Không chạm được, thôi đi. Dừng đi Hải. Từ từ cho cháy đã. Ui, xe đỏ lòm luôn mà. Sơn. Má ơi. Coi hết rồi. Đã mất tiền rửa rồi. Đã mất tiền rồi. Quay được quay có clip anh xem mất tiền rửa xe. Ôi nóng quá. Ghét quá. Mùi quá, mùi giống mùi diêm. Khét quá. Mùi khắm tồi thối á thì. Cho anh Hải cầm. Anh múa. Anh quẩy áo ảnh. Quẩy. Đeo không khó anh Hải, đeo không khó. Cho đỡ mùi. Cầm đi. Để hai quả vào thì em châm mới được. Cầm múa xung quanh người mà.
Nào. Rồi. Đi ra. Ơ đừng lem. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. Bỏng quá. Qua đi khỏi đường đi. Đây nha. Ôi, ôi thử bóc vào đây mà. Hai, thử bóc ra trong có gì đấy? Nó là đất thôi. Một tí thuốc rồi. Một tí thuốc mà. Bóc ra. Thử coi. Xem đó là cái gì cơ mà. Ấm quá đang lạnh. Nghiên cứu. Khẹt quá. Mùi quá, bỏng quá. À, như còn giấy vệ sinh ạ? Nhiều giấy vệ sinh ạ. Cái đem và quặn lại làm giấy vệ sinh. Ôi, ốp đỏ váng hết tay kìa. Ôi, xanh hết rồi. Như kiểu màu mà. Bỏng quá. Được, được, được. Đây, đây, em lấy quả. Mình lấy gắn quả này vào vô xe nhá. Đã gọi là vô xe được đấy. Anh đi mẹ ngoài đường kìa. Đi không ai quay cho. Không, lúc đi nhá, lúc đi rồi quay. Bô đầy lửa, à, bô đầy khói. Hậu anh Hải. Cái hậu anh Hải. Đấy, để đã yên như này. Rồi, không sợ sao đâu mà. Đấy, mình gắn hậu anh Hải. Bô có dính không? Rồi, bô dính không? Hai cắm. Dính đâu? Đấy, còn lại gắn tên lửa đi. Làm gì đâu? À, không cả đâu, chơi đi. Không sao, tôi phải cho đầu ra đã, không cho bắn. Cho ra rồi. Rồi đây em để này, em để chảy nám vào. Không rồi. Sao đâu. Hải cái mặt đây ạ. À? Lúa vào khói thì lúa vào đi, vẫn đi nhá. Tô. Ở đâu? Tôi vẫn sẽ em bên kia mà. Đừng có chạy, đi mẹ lổ mất quanh đít lổ cùm. Đứng im. Con. Ôi trời ơi, cháy người. Ôi, cái gì này? Ôi, khám kia, ôi. Chạy. Chưa cầm hết đâu, cầm đi, chạy hết đâu. Nhét lồi luôn cái thằng đó. Nhét vào. Ok rồi, hết rồi. Khét quá. Cái nào mua cái này xúc bi nhá. Rồi. Em mình nghịch hết long quả. Ôi, cái này kết thúc nha. Chào tất cả mọi người nhé. Chào tất cả mọi người sau nhá. Anh em clip sau nha. Bye. Anh em từng nhìn ngu nha.